điều trị khi trẻ bị viêm amidan. Hầu hết các trường hợp trẻ bị viêm amidan phát hiện sớm có thể điều trị dễ dàng bằng các biện pháp chăm sóc tại nhà. Nếu tình trạng bệnh nặng hơn, triệu chứng rõ ràng và nguy hiểm thì bác sĩ sẽ xem xét can thiệp y tế hỗ trợ, có thể phải cắt amidan. Có các cách điều trị như sau. 1. Súc miệng với nước muối. Nguyên nhân gây viêm amidan đó là tình trạng nhiễm trùng, vì thế nước muối ấm sẽ giúp sát trùng, tiêu diệt vi khuẩn. Cổ họng sẽ được làm dịu và giảm đau tốt hơn. Cần duy trì súc miệng thường xuyên cho đến khi tình trạng viêm amidan giảm bớt. Cách pha nước muối ấm thích hợp như sau. Dùng nước ấm khoảng 40 đến 50 độ C đựng trong một ly nước. Thêm một thìa cà phê muối. Khuấy đều cho muối tan. Cho trẻ súc miệng để nước muối sát khuẩn quanh miệng và vùng amidan. Lưu ý quan sát tránh để trẻ không nuốt nước muối khi súc miệng. 2. Dùng nghệ làm giảm viêm amidan. Nghệ là gia vị cũng như dược phẩm tuyệt vời vốn được sử dụng rất lâu trong y học phương Đông. Đặc tính của nghệ là tính kháng khuẩn, kháng viêm mạnh mẽ. Vậy không lý do gì để không sử dụng loại củ tự nhiên này trị viêm amidan cho trẻ. 3. Dùng thuốc tây. Việc sử dụng thuốc tây sẽ giúp loại bỏ một số vi khuẩn, virus để ngăn ngừa sự tấn công của chúng bên trong niêm mạc họng và amidan. Tuy nhiên, hầu hết các loại thuốc chỉ được dùng trong thời gian ngắn để hạn chế các tác dụng phụ không tốt khác. Việc dùng thuốc cần thực hiện theo đúng chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không nên lạm dụng quá mức do có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ. Nếu hết đơn thuốc mà các triệu chứng của bé không giảm cần liên hệ ngay cho bác sĩ để kịp thời hỗ trợ. 4. Phẫu thuật amidan. Hầu hết việc phẫu thuật cắt amidan chỉ được áp dụng cho các trường hợp mãn tính khi bệnh tái phát trên 5 lần hoặc kèm theo các triệu chứng amidan sưng to, có mủ lớn. Trong trường hợp có xuất hiện biến chứng, việc phẫu thuật cũng được chỉ định nhanh chóng để bảo vệ sức khỏe trẻ. Dù hiện nay phẫu thuật amidan đều là thủ thuật khá đơn giản nhưng vẫn không được khuyến khích nhiều. Do amidan có liên quan đến hệ thống miễn dịch nên nếu cắt bỏ có thể khiến bé dễ bị nhiều bệnh lý khác hơn. Vì thế, nó chỉ được chỉ định khi thực sự cần thiết.